Xin chào anh em, đây là con Cursic Spin 170 nha C nha anh em. Đó, con này là hàng chủ tịch trợ lực hàng bãi của Đức. Đó, máy móc anh em có thể thấy rất là đẹp, làm xích còn rất là ok, bồ còn rất là đẹp mới luôn, còn bồ rất đẹp luôn, trắng bóc, tình trạng máy là nguyên zin, chữ vẫn còn chữ của nó này anh em nhé. Đây là hàng của Đức xuất khẩu sang Nhật anh em. Đó, nòng bạc còn rất là đẹp luôn, cục điện zin, nòng bạc zin hết nhá, buji zin. Cái này là mới đây nhá, này lô nhá, cái lọc thôi nha anh em, cái lọc bụi thôi nha. Thì sân con là cam kết anh em nguyên zin hết, chung máy là bao zin 100% hết, chưa có bung máy luôn. Đó. Và máy này anh em xài là cực kỳ ok luôn, nhỏ nhỏ cắt củi gia đình là rất ok, tuyệt vời, máy móc bền. Đồ thay thế của nó rất là nhiều luôn, sẽ test nổ cho anh em xem nha. Đó, trước kia anh em đóng e đây, bóc ga anh em đóng e xuống, bóc ga xuống với gạt được cái cần này xuống nha. Đó, giật nó nổ nhẹ nhẹ rồi anh em mở này lên lại. Đó, mở lên hơi, nó rất là kín nó mới nổ găng ti êm vậy được anh em nhé, hơi rất khỏe nó mới nổ găng ti nhỏ vậy được. Con này xài chỉ cần trợ lực giật nhẹ là nổ anh em, nó nhấc nhẹ dây mới nổ. Sáng này bao giật nhẹ sướng, con này nặng có tầm 5 kg anh em nhé, 5 kg. Lam của nó ngắn rồi anh em, lam nó được cắt được 30 nha, cắt ra được 30, lam nó dài được tầm 4 35, chắc lam thì dài được 35 phân anh em. Đó, tổng quan máy rất đẹp, hình thức ok anh em. Máy móc rất ok đẹp đẽ. Đủ các phong thái hình ảnh anh em luôn. Máy rất đẹp rất mới, con này giá của nó là 2.700.000 anh em. 2.700.000 cho cây này thôi. Đó. Có giật trợ lực giá chỉ 2.700.000, giảm giá cho anh em luôn đấy ạ. Ai cần xin liên hệ qua số điện thoại 0345 050399, chuyển khoản trước bên em sẽ bao ship toàn quốc cho anh em. Và anh em nào không tin tưởng chuyển khoản thì phải cọc trước cho em 200.000 nha, bên em với ship hàng cho anh em được nha. Ok, xin chào anh em.